Lễ Vu Lan báo hiếu trong trầm tháng 7 là một trong những dịp quan trọng nhất để con cháu nhớ ơn và báo hiếu cha mẹ. Nhiều gia đình tổ chức lễ cúng với mong muốn mang lại phúc đức, bình an cho người thân và gia đình, thể hiện lòng hiếu thảo và kính trọng. Việc phóng sinh trong ngày rằm tháng 7 mang ý nghĩa sâu sắc về lòng từ bi và sự giải thoát. Hành động này thể hiện sự tôn trọng đối với mọi sinh linh, giúp chúng ta tích đức và tạo ra năng lượng tích cực cho bản thân và gia đình trong cuộc sống. Để thực hiện nghi thức phóng sinh trong trằm tháng 7, người ta thường mua các loài vật như cá, chim, rùa và thả chúng về tự nhiên. Nghi thức này không chỉ mang lại cảm giác thanh thản mà còn góp phần bảo vệ môi trường và duy trì sự cân bằng sinh thái. Các cụ già luôn có những kinh nghiệm quý báu trong việc cúng trằm tháng 7. Họ thường nhắc nhở con cháu chuẩn bị lễ vật chu đáo và thực hiện nghi lễ đúng cách. Lời khuyên của họ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của ngày lễ này giữ gìn và truyền lại phong tục cúng trầm tháng 7 là trách nhiệm của mỗi người. Việc này không chỉ giúp bảo tồn văn hóa truyền thống, mà còn giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn, tôn trọng tổ tiên và sự kết nối với cội nguồn. Cúng trầm tháng 7 ở mỗi vùng miền có sự khác biệt nhất định, từ cách bày trí mâm cổ đến các nghi thức cúng tế. Tuy nhiên, tất cả đều chung một mục đích là tưởng nhớ tổ tiên và cầu nguyện cho sự bình an, hạnh phúc của gia đình. Lễ cúng trầm tháng 7 không chỉ là thời điểm để tưởng nhớ tổ tiên mà còn mang lại nhiều câu chuyện cảm động về lòng hiếu thảo và tình người. Những câu chuyện này thường xoay quanh những người con xa quê, trở về để thắp hương cho cha mẹ, ông bà, thể hiện lòng tri ân sâu sắc. Việc đốt vàng mã trong trầm tháng 7 mang ý nghĩa gửi gắm lòng thành kính và sự tri ân đến những người đã khuất. Những vật phẩm giả bằng giấy như nhà cửa, xe cộ, quần áo được đốt đi nhằm tạo điều kiện cho người âm có cuộc sống đủ đầy, an lạc. Để chọn và đốt vàng mã đúng cách, cần lưu ý chọn những vật phẩm phù hợp, không nên quá phô trương, lãng phí. Khi đốt vàng mã, cần làm lễ cúng trước, sau đó mới thực hiện việc đốt để thể hiện lòng thành kính và tôn trọng người đã khuất. Sau lễ cúng trầm tháng 7, có một số điều nên làm và không nên làm để duy trì sự linh thiêng và tránh trước điểm xấu. Nên giữ vệ sinh sạch sẽ khu vực cúng, không nên gây ồn ào, cãi cọ và luôn giữ tâm trạng bình an, thanh tịnh. Cúng trầm tháng 7 vào buổi tối được cho là thời điểm tốt nhất vì theo quan niệm dân gian, đây là lúc cửa âm phủ mở, các linh hồn dễ dàng nhận được lễ vật. Buổi tối cũng tạo không gian yên tĩnh, trang nghiêm, phù hợp cho việc cúng bái và cầu nguyện. Trước khi cúng trầm tháng 7, việc chuẩn bị kỹ lưỡng là vô cùng quan trọng. Gia đình cần dọn dẹp sạch sẽ bàn thờ, nhà cửa và chuẩn bị đầy đủ các lễ vật cần thiết. Điều này không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn giúp tạo nên không gian trang nghiêm cho buổi lễ. Chọn ngày giờ tốt để cúng rằm tháng 7 là một yếu tố quan trọng giúp gia đình thu hút sự may mắn và bình an. Thông thường, giờ tốt là vào buổi sáng hoặc chiều tối. Sự tư vấn từ các cụ già hoặc người có kinh nghiệm sẽ giúp chọn được thời điểm thích hợp. Lời khấn cầu bình an trong ngày rằm tháng 7 thường bắt đầu bằng việc cầu nguyện cho sự an lành, hạnh phúc của gia đình lời khấn cần thể hiện lòng thành kính và sự chân thành, gửi gắm mong ước về một cuộc sống yên bình, hòa thuận và không gặp tai ương. Trong ngày rằm tháng 7, nhiều người còn khấn cầu tài lộc để công việc làm ăn được thuận lợi, phát đạt. Lời khấn này thường đi kèm với việc dân lên những lễ vật quý giá, mong muốn các thần linh và tổ tiên phù hộ, ban phước lành cho gia đình. Khấn cầu sức khỏe trong ngày rằm tháng 7 là một phần không thể thiếu, nhằm mong muốn gia đình luôn được mạnh khỏe, tránh xa bệnh tật. Lời khấn này thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của từng thành viên, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ trong gia đình. Sau lễ cúng rằm tháng 7, việc giữ gìn linh thiêng rất quan trọng. Gia chủ nên duy trì sự yên tĩnh và sạch sẽ trong không gian thờ cúng, tránh phơi bày nơi thờ cúng ra ánh nắng quá mạnh hoặc để bụi bẩn bám vào, giúp bảo vệ sự trang nghiêm và thiêng liêng. Những câu ca dao, tục ngữ về rằm tháng 7 thường nhấn mạnh lòng thành kính và sự tri ân. Chẳng hạn, tháng bảy nước nhảy lên bờ người trần cúng lễ kẻ âm chờ về những câu này phản ánh sự quan tâm và lòng biết ơn của con cháu đối với tổ tiên và người đã khuất việc chuẩn bị và thực hiện lễ cúng trầm tháng bảy cần sự tỉ mỉ và chu đáo từ việc chọn lựa lễ vật bày trí mâm cổ đến khấn nguyện mọi công đoạn đều phải được thực hiện cẩn thận và thành tâm điều này không chỉ là truyền thống mà còn là lòng hiếu thảo của con cháu lễ cúng trầm tháng bảy không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn thể hiện lòng hiếu thảo và sự biết ơn đối với tổ tiên đây là dịp để gia đình quay quần thể hiện sự đoàn kết và tình cảm gia đình lễ cúng này giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì văn hóa truyền thống bảo tồn và phát huy truyền thống cúng trầm tháng bảy là nhiệm vụ của mỗi người việt việc kêu gọi thế hệ trẻ hiểu và tham gia vào lễ cúng này giúp duy trì và phát huy giá trị văn hóa đây là cách tốt nhất để giữ gìn bản sắc dân tộc và truyền thống gia đình